cả nhà, Tisu đã quay trở lại cùng với chương trình. Hôm nay xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn sẽ đi cùng với Tisu đi chợ. Tisu rất là thích đi chợ, bởi vì đi chợ là mình vô mình thấy được nhiều thức ăn, và đặc biệt là những cái món ăn mà quê hương đặc trưng ở mình là không có nhầm lẫn ở đâu được hết. Mình thích đi chợ vô để nhìn thấy bà con nấu ăn rồi bán đồ ăn, bán rau cỏ rồi cá tôm mực hải sản quê mình hả. Bây giờ thì mời cả nhà mình sẽ đi vào Phú Hài. Hồi sáng này Tisu đi quay ở ngoài biển Đá Hồng Địa, có mấy cô chú ở trong Phú Hài đi ra tắm biển nè. Rồi cái người ta nói là có cái một năm mà tắm biển là sẽ có một ngày để mà cúng bãi để mình tắm cho được an toàn. Thì mình thấy là giống như là có thờ thì có thiên, mà có kiên thì có lành, đúng không ạ? Đây là chợ Phú Hài, vô một chút là tới rồi. Đây là trước mặt chợ nè. Mình sẽ tìm chỗ giữ xe. Hôm bữa Tisu ở khúc này, Tisu mua được cái bánh hò ngon lắm, mà nó rẻ, 5.000 mà một gói to đùng. Nhưng mà qua bên chợ khác là 10.000, họ bán bằng gói 5.000 bên này. Cho nên là nó thiệt lòng là thích vô chợ Phú Hài mua đồ lắm. Thứ nhất là rẻ, thứ hai là ngon. Gần Tết rồi nên bà con mình đi chợ sắm sửa đồ Tết rồi, thấy náo nhiệt chưa? Bây giờ gửi xe xong rồi đi vô nha. Hôm nay sẽ đi vô chợ cá. Trời ơi, quá rẻ mua xài. Dạ, đi sâu gửi xe. Quá rẻ luôn. Treo đâu thơm đó. Treo phòng khách thì thơm phòng khách, mà treo phòng ngủ thì thơm phòng ngủ. Rồi mũi kiến dán chuột bỏ đi hết, đó là lông não. Một phút dành cho quảng cáo bắt đầu. Ở bên này là những cái món ở quê nè cả nhà mình. Ớt nè, thấy không? Ớt rồi, có bà ngoại ớt rồi dễ. Đây là có bà ngoại. Bà ngoại đi chợ mua ớt hả? Mua ớt ăn hả? Dạ con quay phim á. 80 tuổi hả ngoại? Ngoại ở gần đây không? Hả? Có mình hoài thôi hả? Này ớt về ăn nhiều hoài. Dạ. Ớt. Dạ. Dạ. Đây là dưa hấu. Bên này thì bán súp lơ, bán bầu, bán cái gì, bí, đậu bắp, dưa hấu. Đây con gửi hoài hai tay. Dạ rồi, cho hoài mua đồ ăn nha. Dạ ok. Nghèo à? Ở một mình hả chị? Dạ em bán vé số kiếm tiền. Dạ con cảm ơn hoài, chúc hoài khỏe nha. Dạ. Đây cả nhà mình thấy đây là chợ nè, mọi người đang đứng ở phía chợ rất là đông. Rồi ở đây là mình thấy có món món này là món măng bánh tráng. Đây là chị măng, chị bánh tráng rất là dễ thương. Ủa mình ở đây luôn hả chị, hay là ở đâu? Ở đây ạ? Ở chỗ nào ạ? Ở phía trong hả? Ở
cái này là cái gì ta? Phú Hài mình á là có những cái gì đặc biệt không chị? Đặc biệt á? Đặc biệt là ý là cảnh hay là cái gì đó? Không, ý là cảnh á, cảnh đẹp hay là những cái gì mà? À, chùa với tháp Bô Sa Nư. Còn cái ở trong cái xóm xóm ở phía trong này á là à dạ à. Ở dưới xóm mặt biển ha. Dạ, mùa này mình bán được nhiều mua không chị? Ngày Tết thì mình bán bánh cũng được. À dạ, bánh này ở đâu á chị? Bánh Phú Long. À, bánh Phú Long. Bánh này bánh đổ máy nè ha, đổ máy họ cắt ra đó. Còn còn măng này à, này cảm ơn chị về nha. Dạ, con không mua vậy à. Rồi giờ mời cả nhà mình sẽ đi tiếp vô phía trong chợ cùng với Tì Xu nè. Thấy là chào chị. Ở đây là những cái món ở đây là đậu bí nè, hạt dưa nè, tỏi nè, chanh muối nè, đá tỏi ớt đủ thứ hết cho ngày Tết này. Cả nhà mình thấy Tết là thấy nhộn nhịp, thấy rộn ràng, thấy vui vậy ha. Dạ. Rồi đây bây giờ thì mời cả nhà sẽ đi vào phía trong cùng với Tì Xu. Nãy giờ đứng chờ cái chị bán bánh hòn mà không thấy đâu hết. Thôi bây giờ đi vô luôn, đi vô chợ cá nha cả nhà. Hôm nay thử lại đi chợ, quay bằng cái phần mềm quay đặc biệt coi thử là hình ảnh đồ là có bị rung không nha cả nhà. Tại vì bình thường là Tì Xu đi bộ đi vô chợ thì cô chú anh chị các bạn nói là cái màn hình nó hơi rung, nên hôm nay là mình đi lại để quay xem thử là nó như thế nào. Chọn đèn flash thì nó cũng không có sáng hơn được bao nhiêu. Công nhận chợ lớn thiệt ha. Giờ mình đi ra tìm mua cá coi có gì đặc biệt không. Đây là đứng một góc chợ nè. Nhưng mà đi tính ra là chợ này là gần biển, nhưng mà coi lại là toàn cá, không phải là cá biển mới lên. À, cá biển mới lên là ra đây nè. Mình này có một cái đường chợ. À, cá biển mới lên. Tôm, mực, cá ở đây này ra đây mới tươi. Hổm chưa ra đây. Hổm không biết. Ừ, nhưng mà nhìn đây này cũng không phải là cá, không phải là cá lưới. Ở đây có một cái mớ cá. Đây, ở đây là cá biển lên nè. Không bán.
Nói chung là người ta sành ăn là người ta sẽ biết là cá nào, giống như những con cá bạc má này nè, mình thấy là cái lưng nó sáng bóng lên, con mắt nó còn tươi trong là cá nó đã là cá lưới, ăn rất là ngon. Còn nếu mình không biết là mình sẽ mua cá ủ, cá ủ thì ăn không ngon, không thích. Tại cá ủ họ đi lên trên biển rồi là đã được giữ qua cái phần nước rồi nên không ngon. Đó, ở đây là những chị biết mua cá thì chị sẽ đi mua ở những cái người mà lên cá như vậy nè. Giờ mình đi dọc qua đây coi. Đây là ghẹ. Ở trên này là có mấy mấy con cá bạc má, mấy con cá mó. Ở đây là rọc cá rượu nè, lọc lấy xương nè cả nhà. Rồi bây giờ thì mời sẽ đi vào phía trong tiếp tục cùng với Tisu. Cho em qua chú. Cảm ơn. Rồi giờ đi vòng vô trong lại. Mực cá tôm. Chuẩn bị làm cá mà đi vô trong. Ở đây có món cá kình nè cả nhà. Cái cá kình nè, cá này á nấu canh chua. Nấu canh chua hay là chiên giả mắm me vậy đó. Rồi mấy con cá. Cá mối dạ. Cá mối. Con cá đỏ này đây cái gì hả gì? Cá đỏ cũ. Cá gì ạ? Cá đỏ cũ. Đỏ cũ à? À dạ. Con cảm ơn. À, cá mối, cá đỏ cũ. Rồi bây giờ thì tiếp tục. Ở trong đây họ bán chả cá. Mỗi người một thao chả. Đây là hàng bán những cái đồ trang trí cho ngày Tết nè. Thấy không khí gần ngày Tết thì cũng vui cả nhà mình ha. Này của gì hả? Căng cho dây cốc lết một cái thôi à? À một dây sườn non. Dạ. Có 5.000 chữ. Dạ. À thôi cho thêm một dây nữa đi, cái sườn non á. Dạ rồi dây đó được rồi chú. Dạ một miếng thôi tại vì dạ. Mua về kho trứng nè cả nhà. Thịt kho trứng. Dạ cho thêm cái bị nữa cầm ở ngoài. Đây cả nhà mình 65.000 tiền thịt. Dạ cảm ơn. Rồi bây giờ đi vào trong chợ rau. Bán cho con miếng tỏi 5.000. Có gì nữa không? Rồi
Đây này ăn tàu hủ nha cả nhà mình. Đây là cái món ở quê mình nè, đặc trưng nè. Ủa hết rồi hả Hoài? Hết tàu hủ hả? Mua mấy bị. Cho con một chén ăn. Này bán hết một son sớm. Tàu hủ quá cả nhà. Đây là nước gừng nè. Tisu sẽ ăn một chén tàu hủ nha cả nhà. Mời cả nhà ăn tàu hủ với Tisu. Một chén vậy là mấy ngàn quậy? Ngàn quá. Quá trời nhiều luôn. Cho con nhiều gừng. À, cả nhà mình thấy đây là cái chén tàu hủ nè. Quậy múc cho Tisu đó. Có con ruồi nữa. Đây là cái chén tàu hủ nha cả nhà mình. Trời ơi, một cái chén to quá trời quá đất là to luôn nè. Ăn cái này xong là no tới trưa khỏi còn ăn cơm luôn. Mời cả nhà ăn tàu hủ với Tisu. Đây là bây giờ mời cả nhà đi tiếp tục. Ở đây là hàng bánh hàng khoai. Đây là bánh ít. Đây là khoai, khoai lang. Khoai môn. Ủa phải khoai sọ lộn. Mình đi qua đây mua. Đã ra ngoài chợ Phú Hài là rất là thích ăn cái bánh phẩm của cô này đổ nè. Nên qua đây là mua bánh phẩm về ăn. Còn bánh phẩm không hả cô? Cho con bịch đi. Dạ. Mày dạ mày bánh phẩm cho con một bịch bánh phẩm đi. Dạ. Rồi 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 ngày Tết mình bán tới khi nào nghỉ gì? 30 nghỉ rồi. Đổ sáng đổ 10 ngày nghỉ còn qua Tết. Bữa nay quay chợ Tết. Chưa biết hả? Dạ. Quay bánh chợ Tết. À bánh chợ Tết. Dạ mấy cô nói là quay bánh chợ Tết. Dạ con cảm ơn dì nha. Rồi giờ thì mời cả nhà mình đi qua đây coi bánh chợ Tết nè. Chợ Phú Hài ngày Tết bao lì xì đó, thấy lì xì là thấy Tết à đó, thấy lì xì là thấy bóp rồi này là thấy Tết đó. Bữa giờ bán được nhiều không cô? Bán cũng được đó. Dạ lây ra ạ. Vậy khảo là gì lại vừa thuộc khách bất hộ mỹ. Ở đây này đi ra trễ nên là cửa hàng ăn đó là hết rồi thì mình đi dạo qua đây chút coi. Dạ thấy bao lì xì thấy Tết chứ là thấy mấy cái hình này nè. Bánh in nè. Bánh in nè cả nhà. Ở bển có bánh in không? Bánh in, bánh thuẫn rồi đồng tiền nè, kẹo thèo lèo nè. Bánh mứt nè. Đây, đây là mấy chị bán hàng rất là dễ thương. Trên này là có thêm cái món là món bánh đậu xanh với lại bánh bột năng. Đó. Rộng ràng thấy là ngày Tết rồi ha. À. Dạ, nãy em lão quen khóc rồi. Dạ cho lên ha. Đây là mứt me nè cả nhà mình, đây là mứt gừng nè, mứt nho nè. Mùa này giá tiền cao không chị? 170.000. Nho 170 còn mứt gừng 120. Còn mứt mãng cầu hả? Mãng cầu 130. Mà em hỏi giá mua hồi có la em không? Coi thì giá à, gần Tết rồi à, ở nhà mình thấy không. Nói chung là mấy chị ở ngoài chợ Phú Hài này dễ thương lắm. Em cảm ơn chị nha. Em đi đây cảm ơn chị. Rồi bây giờ thì đi ra ngoài phía chợ ngoài nữa. À, hàng ổi, hàng trái cây, ổi cóc, nhãn nè. Quay cho cả nhà mình coi nhãn nè. Đây là nhãn tiêu. Bao nhiêu 1 ký hả ai? 40.000. Thử test một trái cho cả nhà mình xem nha. Đây nè, nhãn tiêu có nghĩa là hộp nó sẽ nhỏ và cùi. Nó sẽ dài như thế này. Cân cho con 1 ký hay cô?
một ký nhãn tiêu đây. Đây là trái nhãn tiêu nè. Ôi, dạ quay đưa lên mạng mà. Nhưng mà không quay cô, tại quay cô là phải xin phép cô. Cười. Rồi lát hồi tính tiền là con mới quay. Ôi mấy cái này hư nè. Đây nãy mấy cái trái đen đen này bỏ ra đi. Ừ. Này nhãn tiêu. Nhãn tiêu này nó không có chùm chùm hả cô? Không, nhãn tiêu nó đâu có chùm đâu. Nó trong cây nhãn mới nó lạc da mà. Ôi à, đừng ký cho cô. Chắc ký rồi. Dạ. Đó, nhãn nè, vú sữa nè. Mận nè. Táo nè cả nhà mình. Táo này táo Phan Rang à, không? Táo Liên Hương. Táo Liên Hương. 1 kg chưa đến. Nè, cần 1 kg, đúng 1 kg. Dạ thôi tiền dùm. Khuyến mãi thêm 2 trái nữa. Cảm ơn cô. Ủa cái này giống như là quay một cái clip xong là được nổi tiếng khắp chợ luôn rồi. Đi đi ra hồi nãy giờ mấy cô có hỏi là cái này phải tisu không à? Phải không? Dạ đúng. Dạ. Ủa vậy hả? Em cảm ơn nha. Nó ham mộ em á. Hả? Nó ham mộ em, nó mở thì em quay cảnh Phan Thiết nè, cảm ơn cô nha. Dạ bên này là trái bưởi nè cả nhà. Bưởi này bưởi đâu chị? Bưởi miền Tây. Đây là trái mít nè. Đó. Giờ mua mặn nghe. Bây giờ đi mua mặn. Mặn á là phải lựa những cái trái mà cái đuôi nó có màu đen á cả nhà mình. Nó có ngấn thì ăn nó mới ngọt. Đây nè, những cái trái như vậy nè thì trái mặn nó mới ngọt, nhưng mà cái trái này nó bị hư rồi. Đây, đây nè, mình sẽ lựa khoảng nửa ký mặn. Ủa gì cấp 10.000 à hả? Bao rẻ luôn. Dạ gần Tết ra lại. Cảm ơn chị. Dạ. Chợ này họp sáng thôi phải không chị? Chợ này họp sáng thôi phải không? Dạ. Dạ. À dạ. Giờ tới cá huy kỵ rồi đó. Rồi cá huy kỵ bếp biển á ha. À. Dạ em đi nha. Cảm ơn chị. Đi. Ok cả nhà mình đi chợ xong rồi giờ đi ra nha. Củ cải. Đã đi. Hãy là xin chào một củ cải đi. À chị kia nói là giàu hay nghèo cũng là một đời người, đúng không cả nhà mình? Cũng chính xác ha. Rồi đó thì bây giờ đi ra lại khỏi chợ Phú Hài rồi, giờ đi lên lấy xe rồi đi về. À không, không có đi về, đi vô trong phía trong chợ Phú Hài. Phía trong nữa, đi lượn mấy cái đường nhỏ ở Phú Hài này nè. Xem thử đường ở Phú Hài này coi là có nhỏ bằng giống như những cái đường ở trong khu Bình Hưng hay là khu Lạc Đạo không. Rồi thì kính chúc cô chú anh chị các bạn mình sức khỏe, nhiều niềm vui an lạc trong cuộc sống. Và hẹn gặp lại cả nhà mình trong những video lần sau. À, cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã theo dõi chương trình và đăng ký kênh ủng hộ Tisu.